Chào mừng quý vị trong chương trình ca nhạc tại San Francisco. Thưa quý vị, cách đây 44 năm, hồi đó em học lớp 8 ở trường Thánh Giuse, thì thầy dạy Việt văn của chúng em là thầy Lê Đình Bảng. Cuối năm thầy có hát cho chúng em nghe bài Ngậm Ngùi, thơ Huy Cận, nhạc Phạm Duy. Khi em nghe xong, em rất là mê bài hát này và em hứa rằng chắc chắn em sẽ hát bài hát này. Và sau 44 năm thì hôm nay em sẽ trình bày cho quý vị nghe bài Ngậm Ngùi để tưởng nhớ về thời học sinh của chúng em. Vâng, thưa quý vị. Bình thường à ơi có tiếng